Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm chuột có dây của thương hiệu Enicom, một trong những thương hiệu phụ kiện nổi tiếng tại Nhật Bản và đang được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty Song Tấn. Bây giờ mình sẽ mở hộp để các bạn có thể thấy thiết kế của dòng chuột này ha. Thì đây là sản phẩm của chúng ta. Thiết kế chuột này nó được bo tròn các góc, không còn góc cạnh như các dòng chuột trước đây nữa. Và theo mình đánh giá thì với thiết kế này chúng ta cầm khá là chắc tay vì nó được thiết kế ôm theo khung bàn tay của các bạn. Điểm đặc biệt của con chuột này là nó click sẽ không kêu. Các bạn có thể thấy ha, mình click liên tục như vậy nhưng mà nó không có phát ra tiếng ồn. Thì đặc điểm này rất là phù hợp cho các bạn sử dụng văn phòng hoặc sử dụng ở nhà vào ban đêm, sẽ không gây ra tiếng ồn, không làm ảnh hưởng đến những người khác. Bây giờ mình sẽ kết nối với máy tính để các bạn xem con chuột của mình hoạt động như thế nào nhé. Như các loại chuột có dây khác thì độ dài dây của con chuột mình đang cầm nó nằm ở khoảng 1 mét, tiện lợi cho các bạn sử dụng ha. Khi mình kết nối vào thì ở dưới mắt cảm biến này sẽ hiện đèn led màu xanh, thì đây là dòng chuột Bluled ha. Sản phẩm của mình có rất nhiều màu sắc để các bạn lựa chọn, hy vọng các bạn sẽ lựa chọn được sản phẩm phù hợp với mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.